Cảm ơn quý vị đã chờ đợi tiếp tục theo dõi bản tin qua Thành đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt trong ngày với Nguyễn Văn Khanh và chúng tôi. Xin chào Nguyễn Văn Khanh. Từ trung tâm báo chí ở thành phố Denver một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh xin được gửi lời chào đến anh Đỗ Hồng và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả SBTN tối ngày hôm nay đây là cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên đang nuôi mộng là sẽ nắm được chiếc chìa khóa của tòa bài gốc đó là vị tổng thống đương nhiệm đại diện cho đảng dân chủ ông Barack Obama và cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts ông Mitt Romney và bây giờ xin được trở lại studio với anh Đỗ Hồng Anh trước hết xin anh có thể cho biết tại sao buổi tranh luận tối hôm nay được rất đông người dân Hoa Kỳ và truyền thông theo dõi Tôi nghĩ rằng là chắc chắn đây phải là cái cuộc tranh luận quan trọng, lý do rất là dễ hiểu. Một trong ba cuộc tranh luận và cuộc tranh luận đầu tiên sẽ nói về chính sách đối nội của hai ứng cử viên đang tranh cử tổng thống. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTn chúng ta nhìn thấy rõ ràng là hầu như là người dân Hoa Kỳ nào khi mà chúng ta hỏi họ, họ cũng đều bảo rằng là kinh tế là một, việc làm là hai, là những cái mục tiêu quan trọng nhất mà họ chú ý đến cho cuộc bầu cử kỳ này. Thành ra bởi như vậy khi mà nói đến vấn đề đối nội thì chúng ta phải nghĩ đến vấn đề kinh tế và việc làm. Bên cạnh đó là còn những cái điểm khác nữa, những điểm như là về vấn đề giáo dục, về vấn đề y tế, về vấn đề xã hội vân vân và vân vân. Và chính những cái điểm đó khiến là những điều mà người cử tri Hoa Kỳ đang thắc mắc. Họ đang thắc mắc với lại ông Barack Obama, họ bảo rằng là ông đã có một cái nhiệm kỳ 4 năm, ông đã làm được gì và những trong 4 năm tới ông sẽ làm gì để mà ông có thể giúp cho quốc gia phát triển như là lời ông đã hứa hồi năm 2008 họ cũng đang thắc mắc với lại ông Mitt Romney. Ông Mitt Romney trong thời gian vừa qua như là anh Đỗ Hồng cũng như là quý vị khán thính giả cũng nhìn thấy rõ ràng là ông luôn luôn ông bảo rằng là cái chính sách của ông Barack Obama là một cái chính sách sai lầm. Cái chính sách của ông Barack Obama không đem lại được cái thành quả như người ta chờ đợi. Chính sách của ông Barack Obama không phải là một cái chính sách hữu hiệu cho quốc gia ngay trong giai đoạn này. Thành ra bởi như vậy, tối ngày hôm nay người ta cũng đang chờ đợi xem ông Mitt Romney ông sẽ bảo rằng là nếu ông đắc cử tổng thống, nếu cử tri Hoa Kỳ tín nhiệm để đưa ông vào tòa Bạch ốc, ông sẽ làm gì trong 4 năm sắp đến? Điểm những điểm mà ông làm sẽ khác với những điều mà ông Barack Obama đã làm cũng như là hứa hẹn sẽ làm như thế nào? Và đó chính là cái lý do tại sao một cuộc tranh luận kỳ này mỗi lần uh, trở nên sôi nổi hơn. Và đó cũng là chính là lý do tại sao mà cuộc tranh luận kỳ này sẽ được chú ý nhiều hơn. Một đôi khi tôi nghĩ như thế này thưa anh Đỗ Hồng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả Nếu mà không phải là một nhà báo mà chỉ là một người dân bình thường không thôi Thì có lẽ là tôi cũng sẽ có rất nhiều điều thắc mắc mà tôi phải nêu ra với lại hai ông ứng cử viên Với ông Barack Obama tôi bảo rằng là ông nói là ông đã đi được một nửa đoạn đường cái nửa đoạn đường đó, cái thành quả ra sao, ông kể cho chúng tôi nghe coi. Và cái con đường kế tiếp, tức là 4 năm sắp đến, nửa đoạn đường còn lại, ông sẽ làm gì? để mà ông có thể rời tòa bạch ốc mà chúng tôi có thể an tâm là chúng tôi đã chọn được một người lãnh đạo à, tốt. Đối với lại ông Mitt Romney cũng vậy. Tôi cũng đôi khi tôi cũng ngồi và tôi thắc mắc. Tôi bảo rằng là nếu mà trong trường hợp chính cá nhân mình gặp ông Mitt Romney và mình chỉ có một câu hỏi với ông, thì cái câu hỏi đó sẽ là như thế này: ông cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi phải chọn ông thay vì tiếp tục tín nhiệm và đương kim tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Đó cũng chính là những cái câu hỏi mà tôi tin là sẽ được đặt ra tối ngày hôm nay. Cũng ở tối ngày hôm nay trong cuộc tranh luận thì thưa cùng với anh Đỗ Hồng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, chúng ta cũng đừng quên có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái yếu tố bản lãnh của người lãnh đạo. Và người ta đang chờ đợi xem bản lãnh của ông Mitt Romney như thế nào, bản lãnh của ông Barack Obama như thế nào cho cuộc tranh luận sẽ diễn ra tối ngày hôm nay ở tại thành phố Denver là nơi mà tôi đang có mặt. Một lần nữa xin trở được trở lại studio ở Washington với lại anh Đỗ Hồng. Anh có thể cho biết vài nét lịch sử của các cuộc tranh luận trong quá khứ. Câu trả lời là chắc chắn là có. Lúc nãy chúng tôi vừa mới nói đến cái câu chuyện của bản lãnh và đưa thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả. Tôi còn nhớ là hồi năm 1962, cử tri Hoa Kỳ họ hài lòng, họ tin tưởng vào vị tổng thống trẻ tuổi hay nói đúng hơn là vùng ứng cử viên dân chủ trẻ tuổi. Đó là thượng nghị sĩ John F. Kennedy của Đảng Dân Chủ. Thưa với anh và thưa cùng quý vị thính giả, họ nhìn thấy một ông John F. Kennedy cởi mở mà ông John F. Kennedy thoải mái hơn là một chính trị gia lỗi lạc đó là ông Richard Nixon. Cho đến thời gian gần đây ngay chính trong các cuộc tranh luận mà được nhiều người nói đến nhất cũng là cuộc tranh luận của tổng thống Hoa Kỳ uh, Ronald Reagan với lại đương kim tổng thống thời đó hồi năm 1980 là ông Jimmy Carter. Người ta cũng nhìn thấy mà ông Jimmy Carter có vẻ vất vả trong khi đó thì người ta nhìn thấy rõ ràng là cái tài hùng biện của ông Ronald Reagan và đó là cái lợi thế đã đưa ông Ronald Reagan vào tòa Bạch ốc. Đó bên cạnh đó thì nếu mà anh Đỗ Hồng và quý vị thính giả chúng ta đi gần hơn nữa thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là trong cuộc tranh luận giữa một ứng cử viên và hay nói đúng hơn là một vị tổng thống được coi như là à, có rất nhiều kinh nghiệm là ông George Bush và một à, à, ứng viên tổng thống mà hầu như là mọi người không ai biết đến trước đó là ông Bill Clinton. Trong cuộc tranh luận đó thì người ta thấy rõ ràng là cái sự nôn nóng của ông George Bush và trong khi đó thì người ta lại nhìn thấy cái nét thoải mái và đồng thời người ta nhìn thấy những cái câu hỏi, những cái câu trả lời đầy sắc sảo mà ông Bill Clinton đã đặt ra. Tối ngày hôm nay tôi tin rằng là người ta cũng đang chờ đợi như vậy. Người ta đang chờ đợi xem ông Ramney, ông Ramney sẽ nói những gì, ông Ramney sẽ trả lời những câu hỏi được đặt ra như thế nào, thái độ của ông Ramney ra sao và đương nhiên là những cái điểm đó cũng là những cái điều mà người ta đang chờ đợi ở đương kim Tổng thống Hoa Kỳ đại diện cho Đảng Dân Chủ là ông Barack Obama thừa với anh Đỗ Hồng. Cuối cùng thì theo anh, ai sẽ là người có ưu thế trong cuộc tranh luận tối hôm nay, Tổng thống Obama hay Tổng đốc Romney? Tôi nghĩ rằng là cả hai ông đều có ưu thế. Cái việc đầu tiên là chúng ta hãy nhìn, hãy nói đến đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama. Ông Barack Obama có tài hùng biện, ông Barack Obama có tài thuyết phục cử tri, và chính tài hùng biện và thuyết phục cử tri đã đưa ông vào tòa bạch ốc cách đây 4 năm và tôi tin rằng là ông sẽ sử dụng cái tài năng trời cho uh, trời cho ông để hy vọng là sẽ được cử tri hoa kỳ tín nhiệm để ở lại tòa bạch ốc thêm 4 năm nữa đó là điểm thứ nhất nói về ông barack obama một điểm đó một điểm khác nữa mà tôi có lẽ là cũng phải xin phép được nói thêm ở đây thưa với anh đỗ hồng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của đài SBTN là câu uh, lời phát biểu mà tôi nghe được từ chính thượng nghị sĩ John McCain. Cách đây 4 năm thì ông John McCain là người tranh luận với lại ông Barack Obama trong cuộc bầu cử hồi năm 2008. Ông McCain bảo với tôi rằng là đừng quên một chuyện rất là quan trọng. Ông Barack Obama, ông rất nhanh, ông phản ứng rất nhanh. Thành ra nên nhớ rằng là phải làm thế nào để mà đẩy ông vào thế thủ, để cho ông lúng túng, chứ đừng để cho ông ở thế công. Thì lúc đó thì là hầu như là cái chiến thắng sẽ thuộc về ông Barack Obama. Đối với lại ông Mitt Romney thì sao? Người ta bảo rằng là ông Mitt Romney không có nhiều kinh nghiệm. Tôi không tin là cái câu cái, 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 câu nói đó là cái câu đúng. Lý do rất là dễ hiểu. Nếu mà chúng ta nhìn lại ở từ mùa thu năm ngoái cho đến đầu mùa hè năm nay, thưa với anh Đỗ Hồng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, là chúng ta thấy tổng cộng ở trong vòng bầu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa không thôi, cả thầy có 23 cuộc tranh luận đã diễn ra. 23 cuộc tranh luận, ông Mitt Romney thắng 19 cuộc và như vậy là nếu mà chúng ta làm một con toán nho nhỏ thì chúng thấy rõ ràng là ông thắng tới 82%. Cái kinh nghiệm đó và cái kinh nghiệm đầy mới mẻ đó tôi tin rằng là sẽ giúp ông cho cuộc tranh luận vào tối ngày hôm nay. Nói một cái khác, thưa Đỗ Hồng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của đài SBTN, banh chưa lăn 50-50, 50%. -50, 50 tôi thấy nghiêng về phía của ông Barack Obama, 50% còn lại nghiêng về phía của ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa, thưa với Đỗ Hồng. Xin cảm ơn anh và xin chào anh Khanh. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn anh Đỗ Hồng và cũng xin được cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Denver và đang chờ đợi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên cho năm 2012. Tôi là Nguyễn Văn Khanh, tương trình đặc biệt cho đài SBTN.